Giáp Thìn bắt đầu vào ngày 10 tháng 2 năm 2024 được cho là một năm rất thuận lợi để sinh con. Rồng là loài thú thần thoại duy nhất trong cung hoàng đạo Trung Quốc và là biểu tượng của quyền lực và sự vĩ đại. Với quan niệm, rồng tượng trưng cho sự may mắn và tinh thông nhất trong 12 con giáp, biểu tượng của sự cao quý và quyền lực, nên nhiều cặp vợ chồng đã tìm mọi cách để sinh con trai tuổi rồng. Thậm chí nhiều gia đình không ngần ngại sinh con thứ ba, thứ tư để tìm rồng vàng. Tuy nhiên, vì chạy theo trào lưu, rất nhiều gia đình đã phải trả giá vì bồi bổ quá nhiều thực phẩm, trong đó có hàu. Điển hình gần đây nhất là trường hợp vợ chồng anh LHM, 31 tuổi, ngụ Bình Thuận, mới cưới được 3 tháng. Với hy vọng sớm sinh con trong năm rồng, anh M quyết tâm mỗi ngày ăn 10 con hàu để tăng cường sinh lực. Tuy nhiên càng ăn, người đàn ông càng thấy người yếu đi, đầy bụng, mệt mỏi, nổi mề đay. Tương tự anh TMT ngụ thành phố Hồ Chí Minh cũng ăn 4 đến 5 con hàu sống trong bữa tối với hy vọng tăng cường sinh lực. Sau khi ăn xong, người đàn ông 38 tuổi có triệu chứng bị ngộ độc, nôn mửa và tiêu chảy liên tục. Anh T phải nằm lại khách sạn và uống thuốc trong suốt kỳ nghỉ Tết. Câu chuyện được tiến sĩ bác sĩ Trà Anh Duy, tốt nghiệp Viện Đại học California, Mỹ chia sẻ lại. Theo các bác sĩ, giá trị dinh dưỡng cao của con hàu thì không thể bàn cãi. Đặc biệt những thành phần trong hàu giàu các chất chống oxy hóa, kẽm, selen, vitamin B1, B2, B3, C, E, axit béo omega 3 giúp tăng cường sản xuất testosterone, tăng ham muốn, tăng chất lượng và số lượng tinh trùng. Tuy nhiên, ăn nhiều hàu cũng làm giảm mức độ hấp thụ khoáng chất như sắt, đồng. Hơn nữa, việc tiêu thụ một lượng lớn hàu mỗi ngày dễ dẫn đến khó tiêu hóa, đầy hơi, chướng bụng và khó chịu ở dạ dày. Ăn hàu bao nhiêu là đủ? Hàu là thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với nam giới. Tuy nhiên, theo thạc sĩ bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hàu sữa tươi chứa hàm lượng kẽm sinh học cao, vitamin E và chất chống oxy hóa. Đây cũng chính là nguồn dưỡng chất dồi dào, giúp kích thích sản sinh testosterone tự nhiên và nâng cao chất lượng tinh bình. Thường xuyên sử dụng hàu biển tươi là cách cải thiện sinh lý, có phần cải thiện khả năng cương dương và tăng chất lượng tinh trùng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nam giới nên bổ sung lượng kẽm từ 15 đến 25mg mỗi ngày, tương đương với 4 con hàu trong khẩu phần ăn một ngày. Tuy nhiên, việc bổ sung kẽm không thể theo kiểu no dồn đói góp và không chỉ có hàu mới giàu kẽm. Có hai nguồn bổ sung kẽm là thực phẩm và thuốc uống, trong đó ưu tiên nguồn cung cấp từ thực phẩm. Kẽm có nhiều trong hải sản như hàu, ngao, tôm, cua, các loại thịt gồm thịt bò, gà, heo. Các loại hạt ngũ cốc thường ít kẽm và cơ thể khó hấp thu. Nếu muốn uống thuốc để bổ sung kẽm thì cánh mày râu nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Mặc dù hàu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng bạn không nên ăn quá nhiều cùng lúc để tránh tình trạng thừa kẽm. Ngoài ra, hàu cũng chứa lượng cholesterol khá cao. 170g thịt hàu có thể chứa tới 85mg cholesterol. Do đó, dù thích món hàu đến mấy, bạn cũng chỉ nên ăn một lượng vừa phải. Trong hàu chỉ có nhiều kẽm thôi. Và kẽm thì đúng là có tác dụng tốt cho tinh trùng. Tuy nhiên chúng ta không cần quá nhiều. Và chúng ta cần thực phẩm cân đối. Kẽm có thể đến từ các loại rau củ quả khác rất là nhiều. Và thực ra là bổ sung kẽm cho đàn ông thì chúng ta chủ yếu điều quan trọng là những anh thiếu kẽm thôi. Chứ những anh mà thừa cân béo phì, thừa đạm rồi, thừa mỡ máu rồi, thừa acid uric rồi, thì bổ sung hàu là gần như là không có giá trị. Cái điều chính của chúng ta ở đây là cần giảm cân, cần ăn thật nhiều rau củ quả và bổ sung các loại vi chất khác nữa, chứ không phải mỗi có kẽm và hàu. Do đó ở đây gần như chúng ta nói cái chế độ ăn để mà tốt nhất cho đàn ông là phải nhiều rau củ quả. Chứ không hẳn lúc nào chúng ta bổ sung thật nhiều đạm và kẽm đâu, hàu đâu. Đồng quan điểm với bác sĩ Phan Chí Thành, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết thêm, ăn hàu sống có thể gây ngộ độc. Thậm chí trong những trường hợp hàu bị nhiễm khuẩn Vibrovulnificus có thể gây ra những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng đối với người tiêu thụ nó, thậm chí là tử vong. Nếu sau 24 đến 48 giờ ăn hàu, bạn gặp phải tình trạng tiêu chảy, sốc, buồn nôn, nôn mửa, đặc biệt là đối tượng xảy ra những bất thường này là bệnh nhân ung thư, mắc các bệnh về gan và tiểu đường thì nên đi khám càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời. Ăn hàu là một cách giúp bổ sung nguồn selen tự nhiên, phòng ngừa sự thiếu hụt selen trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nhưng nếu ăn quá nhiều hàu, khiến lượng selen mà cơ thể nhận được cao hơn bình thường, thì selen có nguy cơ biến thành chất độc, gây hại cho sức khỏe. Vì thế, để mang lại giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe tốt nhất, chúng ta chỉ nên ăn hàu với mức độ hợp lý. Hàu là một trong những cái thức ăn khá là tốt. Nó cung cấp những cái axit béo tốt cho cơ thể, cung cấp khá nhiều vitamin, đặc biệt là có cả kẽm, cả magie, cả mangan, cả selen, rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên khi ăn hàu sống thì nó sẽ đưa vào trong cơ thể cả những cái vi khuẩn
sống ở trong con hào hào đấy, cho nên nó đôi khi nó vượt qua cả cái hàng rào axit ở dạ dày và xuống dưới ruột, gây ra những cái nhiễm khuẩn của niêm mạc đường tiêu hóa. Và tất nhiên là khi ăn hàu mà ăn với số lượng quá nhiều thì ngoài chuyện nhiễm khuẩn ra thì nó gây dư thừa những cái chất, những cái axit béo, dư thừa cả protein, dư thừa cả những cái vitamin. Khi dư thừa quá nhiều thì nó có thể gây ra những cái rối loạn của tiêu hóa. Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyên mọi người không nên ăn hàu sống vì nguy cơ nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus, Vibrio parahemolyticus, vi khuẩn gây dịch tả, ký sinh trùng, ấu trùng giun sán liên quan đến các bệnh nghiêm trọng có thể gây tử vong. Hàu cũng có thể chứa các chất ô nhiễm hóa học khác, bao gồm thủy ngân, chì và cadmium, đặc biệt là vi nhựa rất độc hại. Để tăng chất lượng tinh trùng và sinh lý, bác sĩ khuyến cáo nam giới nên đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra sức khỏe sinh sản trước, xét nghiệm tinh dịch đồ. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định những sản phẩm có bổ sung kẽm, selen với hàm lượng ổn định, được chiết xuất công nghệ cao, loại bỏ độc chất và các chất không cần thiết, giúp tăng chất lượng tinh trùng một cách hiệu quả và an toàn. Hàu tốt nhưng ăn nhiều có thể sinh bệnh. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, hàu là một nguồn protein tiềm năng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Cụ thể, hàu có thể mang lại những lợi ích như sau: hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch. Lợi ích này là nhờ vào hàm lượng kẽm rất cao, chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đối với người lớn, ăn khoảng 230g hải sản mỗi tuần là một trong những yếu tố giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, hàu cung cấp protein và ít béo, kali và axit béo omega 3. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Hàu là loại thịt ít calo và giàu protein nạc, ngăn ngừa thiếu máu. Sắt từ thịt hàu dễ hấp thu hơn so với sắt chứa trong thực vật. Ngoài ra, vitamin B12 làm giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu máu hồng cầu to. Tăng cường sức khỏe não bộ. Thịt hàu cung cấp nhiều choline, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của não. Choline trong hàu có thể giúp tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung. Ăn quá nhiều hàu không tốt cho cơ thể, mặc dù đây là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, ăn sống có thể gây ngộ độc. Nhẹ nhàng trong những trường hợp hàu bị nhiễm trùng vi khuẩn Vibrio vulnificus có thể gây ra những rủi ro cho sức khỏe, béo phì đối với người tiêu thụ nó, thậm chí là nguy cơ tử vong. Nếu sau 24 đến 48 giờ ăn hàu, bạn gặp phải tình trạng tiêu chảy, sốc, buồn nôn, nôn nhẹ, đặc biệt là những đối tượng là bệnh nhân ung thư, mắc bệnh về gan và tiểu đường thì nên đi khám càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời. Thực tế ăn quá nhiều hàu hoặc ăn hàu mỗi ngày có thể tăng những rủi ro sức khỏe như nhiễm độc. Ăn hàu có thể gây ngộ độc, đặc biệt là khi bạn ăn hàu sống và không được chế biến đúng cách. Ngộ độc hàu xuất phát từ vi khuẩn Vibrio vulnificus hoặc vi khuẩn Vibrio parahemolyticus gây bệnh tả. Cả hai loại vi khuẩn này đều có thể tồn tại trong môi trường nước mặn nơi hàu sống. Nếu ăn sống hàu nhiễm khuẩn, bạn có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng và sốt cao. Nếu không được điều trị kịp thời, ngộ độc hàu có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn như viêm não, nhiễm trùng máu, tử vong. Nhiễm kim loại nặng. Thịt hàu có thể chứa dư lượng kim loại nặng như thủy ngân, chì và cadmium. Nguyên nhân là vì loại hải sản này có thể hấp thụ kim loại nặng từ môi trường nước mặn nơi chúng sống. Ăn hàu nhiều có tốt không? Câu trả lời là không tốt nếu ăn quá mức. Đặc biệt, ăn quá nhiều hàu chứa kim loại nặng này có thể ảnh hưởng đến gan thận và các vấn đề về thần kinh. Đặc biệt đối với trẻ em, ăn nhiều hàu nhiễm kim loại nặng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não và gây ra các vấn đề về học tập và hành vi. Đồng thời, mẹ bầu ăn nhiều hàu chứa dư lượng kim loại nặng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi. Dị ứng. Hàu là một trong những loại hải sản gây dị ứng phổ biến, với khả năng gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến nghiêm trọng, bao gồm phát ban, ngứa, khó thở, buồn nôn, đau bụng và thậm chí là sốc phản vệ. Vì thế, nếu có tiền sử dị ứng với hải sản, bạn nên hết sức cẩn trọng khi ăn hàu. Nếu sau khi ăn hàu, bạn có bất kỳ triệu chứng dị ứng nào, hãy đi khám để hạn chế những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng hơn. Bệnh huyết áp. Ăn hàu nhiều có tốt cho tim mạch không? Thịt hàu có những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch, tuy nhiên ăn quá nhiều hàu cũng không phù hợp với người mắc vì hàu có một lượng muối cao. Do đó bạn cần cân nhắc và hạn chế lượng thịt hàu và muối ăn trong chế độ ăn mỗi ngày để đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến sức khỏe. Đặc biệt người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao nên hạn chế cho thêm muối khi ăn món hàu.